Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách sao lưu phục hồi dữ liệu kế toán MISA trên phần mềm MISA SME.net 2021. MISA 2021 là một giao diện mới sẽ khác với lại MISA 19 và 20. Trong quá trình sao lưu phục hồi nó sẽ có một số những khác biệt. Do đó, kế toán Việt Hưng sẽ thao tác để cho các bạn cùng theo dõi. Để phục hồi được dữ liệu kế toán thì các bạn mở phần mềm MISA 2021 ra Và các bạn click vào phục hồi dữ liệu, chọn tệp phục hồi Ở đây chúng ta phục hồi thì các bạn nhớ chọn đến tệp mà có đuôi MBK và đúng với lại cái dữ liệu máy MISA 2021 Tức nhấn Open Tên dữ liệu kế toán các bạn có thể đổi hoặc là để và chúng ta click vào chữ phục hồi các bạn chờ trong một thời gian ngắn thì phần mềm sẽ phục hồi dữ liệu kế toán thành công thì lúc đó chúng ta nhấn ok. Như vậy là tôi được một cái dữ liệu kế toán mới. Cách thứ hai, sao lưu phục hồi. Các bạn có thể vào tệp, chọn quản lý dữ liệu, mình chọn đến máy chủ kết nối, nhấn đồng ý. Các bạn có thể vào trong phần này chúng ta phục hồi đều được. Các bạn cũng chọn tệp phục hồi. Đến tệp mà các bạn cần phục hồi rồi nhấn open và nhấn vào chữ phục hồi. Còn trong trường hợp mà các bạn muốn sao lưu dữ liệu kế toán thì các bạn đặt con chuột vào dữ liệu mà chúng ta cần sao lưu và chọn sao lưu, chọn đến ổ cần sao lưu. Nếu như chúng ta muốn thay đổi ổ thì các bạn vào thư mục màu vàng và chọn đến ổ mà các bạn cần sao lưu đến một ổ khác, sau đó chúng ta nhấn ok. Và chúng ta click vào nén tệp dữ liệu sau khi sao lưu và nhấn vào chữ sao lưu. Đó là cách sao lưu và phục hồi dữ liệu nào mà các bạn cảm thấy không cần thiết thì chúng ta sẽ xóa đi. Xóa thì các bạn đặt con chuột vào dữ liệu cần xóa và nhấn vào chữ gỡ bỏ. Tên đăng nhập thì chúng ta phải điền tên đăng nhập đầy đủ vào. Sau đó các bạn nhấn đồng ý. Các bạn lại nhấn đồng ý tiếp để phần mềm sẽ gỡ cái dữ liệu mà chúng ta không quan trọng ra. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách sao lưu phục hồi và xóa bỏ dữ liệu kế toán trên phần mềm MISA SME 2021. Trong trường hợp các bạn thao tác gặp vướng mắc gì thì chúng ta liên hệ đến hotline của kế toán Việt Hưng 0988 680 223 để được trợ giúp. Chúc các bạn thành công!